chuẩn bị đồ gấp, có người đưa ông qua đường rừng. Ông ơi, chuẩn bị đồ gấp, có người đưa ông qua đường rừng ra biên giới ạ. Sao lần nào cũng báo gấp thế? Báo gấp. Theo anh, với thời điểm hiện tại thì đã đủ căn cứ để khởi tố một số trường hợp. Là những ai? Nguyễn Văn Chỉnh là rõ nhất. Ban chuyên án cũng đang cân nhắc trường hợp của Trịnh Huy Thiệp và cũng đang làm rõ hành vi của Lê Vịnh, giám đốc chi nhánh ngân hàng Bắc Dĩnh tại Việt Thanh. Thế còn doanh nghiệp Mai Hồng Vũ? Dạ thưa anh, với Mai Hồng Vũ thì hiện tại đã xác định được một số dấu hiệu nhưng chưa đủ cơ sở để định tội. Nếu không có liên quan đến các đối tượng thì tốt. Còn nếu có dấu hiệu phạm pháp thì vẫn cứ phải làm rõ ràng. Lê Hoàng chuẩn bị vượt biên nhưng giữa đường lại nhận được mật báo với nội dung là cái chết, cơ quan điều tra tiến hành khởi tố những đối tượng sai phạm. Chủ tịch Trần Nghĩa nhắc nhở Thông phải làm rõ những sai phạm có liên quan đến Mai Hồng Vũ, là những diễn biến sẽ có trong tập 66 phim Sinh Tử, ở tập phim Sinh Tử phát sóng vào tối nay. Lê Hoàng tiếp tục thực hiện chuyến vượt biên sang nước thứ ba nhằm trốn lệnh truy nã quốc tế của cơ quan điều tra, lần này, Hoàng, mỏ cũng được báo đi rất gấp, ông ơi. Chuẩn bị đồ gấp có người đưa ông qua đường rừng biên giới ạ, người phụ trách trông nom Hoàng ở Viên Chăn thông báo, Hoàng liền cáu kỉnh nhưng vẫn tuân thủ theo mệnh lệnh. Lần nào cũng báo gấp thế, trên đường vượt biên, Hoàng đột nhiên nhận được mật báo chỉ với một từ chết, trong một diễn biến khác. Chủ tịch tỉnh Trần Nghĩa gọi thông thủ trưởng cơ quan điều tra để báo cáo về tình hình điều tra sai phạm, ở thời điểm hiện tại thì đã đủ căn cứ để khởi tố một số trường hợp, Thông nói, cụ thể. Các đối tượng này bao gồm, Nguyễn Văn Chỉnh là rõ nhất. Ban chuyên án đang cân nhắc trường hợp của Trịnh Huy Thiệp và cũng đang làm rõ hành vi của Lê Vịnh, giám đốc chi nhánh ngân hàng Bắc Dĩnh tại Việt Thanh. Sinh Tu Tép 66 chuyên vót biên cu oi cung cua Lê Hoang. Sinh Tu Tép 66 chuyên vót biên cu oi cung cua Lê Hoang. Chủ tịch Nghĩa hỏi. Thế còn doanh nghiệp Mai Hồng Vũ, với Mai Hồng Vũ thì hiện tại đã xác định được một số dấu hiệu nhưng chưa đủ cơ sở để định tội, Thông đáp, ông Nghĩa cũng khẳng định. Nếu không có liên quan đến các đối tượng trên thì tốt, còn nếu có dấu hiệu phạm pháp thì vẫn phải làm rõ ràng, diễn biến chi tiết sẽ có trong tập phim phát sóng vào 21 giờ tối ngày 18 tháng 2 trên VTV1.